Thưa quý vị, làng Trừ Xá là một ngôi làng cổ thuộc xã Văn Đức, huyện Gia Lâm và tương truyền là quê hương của Đức Thánh Trừ Đồng Tử, một trong tứ bất tử theo tín ngưỡng của người Việt xưa. Vâng, và vào lễ chính hội làng ở Trừ Xá, tức là vào ngày 18 tháng Giêng âm lịch, thì nhân dân ở khắp nơi lại nô nức đổ về tham gia các nghi thức truyền thống như là rước nước ở sông Hồng, dâng hương, tế tổ và đặc biệt hơn nữa là một nghi thức múa chữ. Thực hiện lễ chữ này gồm 22 thiếu niên là nam giới dưới 18 tuổi, được lựa chọn là những người có giáo dục, đạo đức tốt và một ông ký chỉ hay còn gọi là thầy chủ trò, là người chỉ đạo ra hiệu lệnh cho nhóm xếp chữ. Trong những bộ trang phục truyền thống rực rỡ, họ khoan thai chạy chữ, lướt rất nhanh và trật tự sắp thành hàng tề chỉnh. Nhóm xếp chữ vừa đánh trống theo khẩu đeo phía trước bụng, vừa múa và xếp lần lượt thành 4 chữ: Thiên Hạ Thái Bình. Múa chữ lễ chữ Thiên Hạ Thái Bình cũng có rất nhiều lâu đời rồi. Từ cái di sản quý giá này mà chúng tôi đã phát huy và nối tiếp từ thời cha ông để lại đến bây giờ, cứ hàng năm chúng tôi tu bổ và dạy bảo các cháu. Điệu múa lễ chữ được xem là một trong những điệu múa cổ còn sót lại, độc đáo nhất của vùng đất Thăng Long, có ý nghĩa để tạ ơn Đức Thánh Trừ Đồng Tử, đồng thời gửi gắm nguyện vọng của nhân dân cho thiên hạ thái bình, ước vọng và cầu mong nông nghiệp vạn sự, cuộc sống ấm no, thịnh vượng và hạnh phúc. Năm nay, lễ hội làng Trừ Xá cũng được ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, là niềm vinh dự tự hào của cán bộ nhân dân làng Trừ Xá nói riêng, cũng như giúp nhân lên ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản, nhằm quảng bá tới đông đảo nhân dân trong nước và quốc tế.